Em Linh của Thảo Nguyên xin tiếp tục báo cáo cho các anh ạ. Báo cáo cho anh Hiếu. Một em chép. Ôi thẳng mồm luôn. Ô thế vẫn chưa vào được anh. Con này là con thứ ba của anh Hiếu rồi. Hỏng rồi. Đã lên bờ thành công rồi ạ. À? Làm gì mà quay ghê đấy anh. Con này to. Làm gì? Ô, con này to ghê. Thắng mồm luôn. Thắng mồm luôn. Ê liều. Cả lên này. Lên bờ thành công rồi. Không. Con này là con chép thứ 14 rồi ạ. Con chép mới. Sắp đầy dọ chưa anh? Ôi dồi, đầy cái dọ này cũng thịt đĩa. To đấy, con này chắc phải 4 cân rưỡi anh ạ. Tại vì nó to mà. Biểu hôm nay to mà anh. Lên lên. Theo nó lại nhảy xuống ao mất đi. Cho vào dọ thành công. Dọ của anh hay dọ của anh Thịnh? Thân Thịnh đấy á? Yeah. Cần thủ nhí những câu. Tiếp tục báo cá cho chú Ngọc ạ. Chú Ngọc được mấy con hả chú Ngọc? À con này là con thứ ba của chú Ngọc rồi. Ôi lại con chép luôn. Thẳng mồm chú Ngọc nhỉ. Đẳng cấp luôn. Trên đấy có bán mồm không em? Trên này ở trên này có nha anh ơi. Ôi lại bong mất rồi. Chép to mà chú. Lại bong mất rồi tiếc ấy. Cho cháu mượn về phơi. Cho cháu mượn về lấy cái thìa múc cơm. Đừng đồ linh nó hỏi. Anh Tuyên tình hình nào? Đây là con nào chưa anh? Bong mất hai con cơ. Nhiều á. Rất chủ à. Em chào anh Tài. Em chào anh Phúc Hà. Em chào anh Trung Bùi. Chú lên là con nào chưa chú? Một con chép hả chú? Chép mới đấy hả? Là chép mới. Chú lên là con nào chưa hả chú? Chưa hả? Hai con rồi. Em chào anh Đỗ Quang Tiến. Ở đây không mưa ạ. Gió to tí thôi nhưng mà không mưa. Em chào anh Lê Mạnh Dương. Chép mới hôm nay lên tương đối cũng nhiều rồi ạ. Không thấy lên cá. Em vừa bao cá xong thế.
Mất rồi anh. Bong mất à? Em chào anh Gia Huy. Cùng giải đất mà sơn động mưa to quá. Linh ơi chú yêu em. Em xin được kết thúc live tại đây ạ. Báo em cho anh.